Vâng, ở trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên trung tâm em lại tiếp tục để review giới thiệu tới các bác về cái dòng sản phẩm máy cắt gạch nhé. Thì là các bác vào xem video, các bác quan tâm sản phẩm, các bác mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm máy cầm tay, dụng cụ đồ nghề, phụ tùng thay thế, vật tư điện cơ điện lạnh thì các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên nhà em. Các bác đăng ký kênh và ấn vào chuông thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây mỗi khi nhà em đề review cái dòng sản phẩm mới. Thì các bác làm nghề thì các bác cứ vào, các bác cứ đăng ký kênh của bên em thì các bác sẽ cập nhật và sẽ được đón nhận rất nhiều những cái dòng sản phẩm tốt, những cái dòng sản phẩm chất lượng ok mà giá cả thì sẽ cạnh tranh nhất thị trường. Thì hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết với các bác về cái dòng sản phẩm máy cắt gạch. Hàng này là hàng ngon, đồ rẻ thôi nhé, chất lượng rất chi ok mà giá nó hợp lý, vừa túi tiền. Thì em sẽ đi mở phía bên trong để các bác được tham khảo về chọn bộ cái dòng sản phẩm này, chi là ok luôn. Đây, phía bên trong này máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Chọn bộ này các bác sẽ có một máy này và sẽ có đầy đủ này tay cầm mở lưỡi, rất chi là ok luôn. Đây, em sẽ đi chi tiết về máy này để cho các bác được nắm rõ nhé. Thông số của máy này, đây tên của máy đây, Matec. Cái này nó sẽ sử dụng cái lưỡi là 110 này. Công suất là 1380W, dòng điện 220V, tần số là 50Hz, cái vòng cua của nó lên tới là 12.600, rất chi là ok nha các bác nhá. Đây, cái này thì là các bác sử dụng để cắt gạch thì cực kỳ là ok. Các bác thợ xây, thợ điện nước sử dụng cái này cắt gạch cũng chi là ok luôn này. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn nha các bác nhá. Đây, cầm cái máy nó đã chắc lịch tay rồi các bác ạ, rất chi là ok luôn. Để em sẽ cắm thử máy để cho các bác được cùng tham khảo nhé. Em sẽ cắm thử nào, mang ổ điện này, cho cái ổ điện xuống bên dưới này. Đây, để em sẽ cắm điện để chạy thử máy để cho các bác được cùng tham khảo về con này, rất chi là ok luôn. Máy chạy rất chi là êm nhé các bác nhé. Sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Giá cả thì nó vừa túi tiền, hợp lý. Ai cũng có thể là sử dụng mua. Các bác có thể là mua về để hành nghề, hoặc là những bác nào sử dụng công việc gia đình thì sở hữu cái dòng sản phẩm này rất chi là ok luôn. Về giá sản phẩm thì em sẽ không công bố giá tại đây, vì là giá nó sẽ thay đổi theo thời điểm. Hôm nay em làm cái video này, có thể 1-2 năm sau video vẫn còn xuất hiện và tồn tại trên mạng. Khi cái giá nó thay đổi, nó có thể là lên hoặc xuống thì rất chi là khó để điều chỉnh nhá. Nên là các bác thông cảm, các bác mà quan tâm sản phẩm, các bác muốn sở hữu dòng sản phẩm này thì các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác có thể là liên hệ với em qua cái số điện thoại 037 848 7818, số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề nhé. Từ đó bên em có cả Facebook và cả Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng, các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện trong cái việc mua hàng. Cũng như là khi các bác vào Zalo thì em sẽ gửi cho các bác tham khảo thêm về nhiều mẫu, vì là bên em phân phối rất chi là nhiều mẫu, mẫu mã cực kỳ là đa dạng luôn. Đây thì hôm nay thì em chỉ đi chi tiết một cái mẫu này thôi, nhưng mà khi các bác muốn mua sản phẩm thì em có thể là cho các bác tham khảo thêm nhiều cái mẫu khác nữa. Loại đắt có, rẻ có, rất chi là nhiều mẫu luôn, các bác cứ thoải mái lựa chọn nhé. Còn khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ ship code đến tận cửa nhà cho các bác luôn, chuyển hàng qua cái dịch vụ ship hàng qua đường bưu điện, và cái nơi là các bác sẽ được phép là kiểm tra hàng và test máy trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Rất chi là hữu ích. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi cái video này của em.
xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông ủng hộ bên em nhé. Xin cảm ơn các bác.